Rồi cứ Nhiều bỏ khi ra, anh cứ bỏ ra. Đó, toàn bỏng ngô thôi. Rồi vừa khui hàng vừa tiếp các anh em khách bên Hà Nội. Rồi cuối tuần 21 tháng 11. Các bác anh em quan tâm đến Equalizer thì rất là nhiều luôn. Đây là các model rất là hay, đỉnh cao của Kallax Telic, Made in England của Anh. Và rất nhiều các model Ugly của Mỹ hoặc là BSS hoặc là XTA bên trong nhà. Cắt được không? Không cắt được, lấy con dao chích cái lạt nhựa đấy ra. Hai con Kallax Telic DL3710. Đẹp xuất sắc luôn. Rồi. Dọn đi anh. Dọn đi để bê vào trong nhà. Lau chùi qua xong mang vào trong nhà. Vứt hết anh ạ. Mẹ nó vứt sợ trẻ con rồi ngu. Ừ. Ra này, khối đứa này. Quay lại nhẹ đấy. Đang kéo dài thế. Anh lại để ở trong cái thùng anh mở ra thôi, trẻ con đi qua. Trẻ con đi qua tưởng bóng ngô. Anh bê hai cái con vào là sau dọn hết cho em cái. Để các bác anh em xem loa đã. Anh còn chưa cả được ăn cơm ấy chị nhỉ? Em đang ăn không? Sớm. Em gọi là anh mới ở trên giường anh dậy đấy. Hôm nay cuối tuần, hôm qua cuối tuần dậy muộn quá. 11 giờ 10 rưỡi mới dậy. Thôi cứ để đấy anh ơi. Được rồi, cứ quăng đấy đã. Rồi, tối nay mà rảnh là test cái BGX615 này cho để mọi người xem này. Cực kỳ đẹp luôn, cái thiết kế rất là đẹp.